Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Cảm ơn các em đã đăng ký vào khóa học online của thầy. Nào, trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 9. Đó chính là số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thì ở trong clip trong sách giáo khoa thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em rồi. Chúng ta đã biết cách nhận biết được thế nào là số thập phân hữu hạn, đúng không nào? Số thập phân hữu hạn hay nói cách khác gọi là số thập phân gọi là chia hết, phép chia hết các em. Giới hữu hạn là giới hạn, hả nào? Phép chia hết, nhưng mà cái hàng thập phân của nó rất là ngắn, gọi là có giới hạn. Còn là số thập phân vô hạn tuần hoàn, tuần hoàn nghĩa là lặp đi lặp lại, nghĩa là có tính chu kỳ. Và người ta ký hiệu cái dấu bỏ trong cái dấu ngoặc của nó là cái chu kỳ của nó được đặt ở trong cái dấu ngoặc, hả nào? Ví dụ như thầy nói là 0,11111 rồi đó, cái số 1 lặp lại thì chúng ta chỉ việc ghi 0, mở ngoặc ra 1, đóng ngoặc lại thì đó chính là 0, chu kỳ 1. Các em hiểu không nào? Chúng ta sẽ đi sang bài 85 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 85 em nhé. Giải thích vì sao các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nghĩa là những người ta cho những cái phân số sau đây nè. Chúng ta giải thích tại sao á mà chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn. Hả nào? Và viết chúng dưới dạng đó. Như vậy thì ở đây á, chúng ta đã biết cái nguyên tắc rồi. Cái mẫu số của nó mà chỉ có cái thừa số 2, 5 hoặc là 2 và 5 thì nó sẽ là gì? Là số thập phân hữu hạn, nghĩa là không khác. Không khác 2 và 5 thì nó sẽ là số thập phân hữu hạn. Các em hiểu nào? Đó, ở đây các em thấy là cái số 16 thì chúng ta có thể viết trở thành là 2 mũ mấy? À 2 mũ 4, đúng không nào? Thì nó chỉ có số 2 thôi. À, chắc chắn thì nó sẽ là hữu hạn. 125 là 5 mũ 3, các bạn nghe em. Còn ở đây chính là 2 mũ 3 nhân 5, cũng là chỉ có cái thừa số 2 với 5 thôi. 25 thì trở thành 5 mũ 2, thì chắc chắn những cái phân số này là những là số thập phân hữu hạn. Có đúng chưa nào? Như vậy chúng ta giải thích nhé các em nhé. Vì các phân số -7/16, 2/125, 11/40, 14/25, hả nào, viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì cái mẫu số của nó như nào? Mẫu số của các phân số này gì? Chỉ có thừa số 2 và 5 thôi. Thừa số nhân tố 2 và 5. Đó nè. Vì mẫu số của các phân số thì bút sao nó ra một không có điều này. Của các cái phân số trên chỉ có cái thừa số nguyên tố. Thừa số nguyên tố 2 và 5. Hả nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta phải viết ví dụ như -7/16 thì nó -7/, thầy sẽ viết ở đây, nếu giáo viên của các em có hỏi thì các em phải biết nhỏ giải thích. Cái 16 này thầy sẽ viết được trở thành là 2 mũ 4 đó. Và chúng ta sẽ ví dụ giáo viên các em nói tại sao em biết cái số 16 này viết trở thành là số nguyên tố 2 và 5, nghĩa là 16 này người ta viết trở thành là 2 mũ 4. Như vậy thì chúng ta lấy -7 chia cho 16, chúng ta có thể sử dụng máy tính hoặc là chúng ta chia. Hả nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là -7 chia cho 16 bằng -0.4375. Hả nào? Cho nhanh thật em ha. -0.4375. Được chưa? Tiếp tục 2 chia cho 125. Thì ở đây 2/125 thầy sẽ viết trở thành là 5 mũ 3 nha, để chúng ta biết cách giải thích nha. Như vậy thầy bấm cái tính bên ngoài là 2 chia cho 125. Như vậy bằng 0.016 em. Được chưa? Tiếp tục 11/40 là bằng 8 x 5. 8 x 5 bằng 40 nha các em ha. 8 x 5 = 40 thì chúng ta có 11 là bằng 8 là bằng 2 mũ 3 nhân cho 5. Rồi, thầy bấm thì trở thành là bằng 0.275 nha. Cuối cùng đó chính là -14/25.
âm 14 cứ để đó. Đó nè. 25 này chúng ta viết trở thành là 5 mũ 2. Chúng ta bấm máy tính. Trở thành là âm 0,56. Đó. Đó chính là cái bài 85 các em nhé. Được chưa các em? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 86 nha. Rồi, chúng ta có bài 86 các em nhé. Viết dưới dạng gọn có chu kỳ trong dấu ngoặc các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Như vậy thì ở đây người ta cho cái số đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn nè các em. Ở đây các em thấy có tính chu kỳ mấy? Số 3 được lặp đi lặp lại này, đây chu kỳ 3 này. Đây này, 1,3212121 như vậy chứng tỏ là đây là chu kỳ 21 nè các em. Các em để ý giùm thầy nó lặp đi lặp lại cái đó thì đó chính là cái tính chu kỳ của cái số thập phân đó nha. 513 513 513 chắc chắn ở chỗ đây nếu mà người ta ghi cũng là 513 này. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2, chu kỳ 513 513 ha. Tiếp tục ở đây chúng ta có là 265353, như vậy thì ở đây là 13,26 chu kỳ 53, tại vì 53 nó lặp đi lặp lại nè các em. Bây giờ chúng ta đã hiểu chưa? Đó, nhớ là trong quá trình xem clip mà các em cảm thấy dễ hiểu thì nói bố mẹ phụ huynh của các em đăng ký. Đây là thầy quay để chúng ta học thử. Hả nào? Nghĩa là trong một bài thầy chỉ up một clip thôi, còn những clip còn lại thầy sẽ up ở trên cái kênh khác và không tìm thấy được ở trên kênh YouTube của thầy đâu các em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 0,3333. Thì chúng ta viết trở thành là 0, chu kỳ mấy các em? À, chu kỳ 3, ta đóng mở ngoặc. Được chưa? Tiếp tục âm 1,3212121. Thì đây chính là chu kỳ 21 các em, như vậy trở thành là âm 1,3. Cái chu kỳ chúng ta bỏ trong dấu ngoặc, được chưa? Đó. Tiếp tục 2,513 513 513. Thì đây chính là chu kỳ 513. 2,513 đóng mở ngoặc. Xong. Được chưa? Tiếp tục 13,265 3 5 3 5 3. Thì đây chúng ta có là 13,26 chu kỳ 53. Đó. Được chưa các em? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 87 nhé. Cái bài 87 em. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó. Như vậy thì đối với cái bài 85 ấy, nếu mà hiểu hạn ấy thì cái mẫu số của nó không khác, nhớ là không khác cái thừa số nguyên tố 2 và 5. Còn nếu như mà vô hạn tuần hoàn thì các cái mẫu của nó là khác, nhớ nha, khác thừa số nguyên tố 2 và 5 thì nó sẽ là vô hạn tuần hoàn. Như vậy thì các em để ý thầy bốn cái mẫu này. Cái số 6 này chúng ta sẽ phân tích trở thành là 2 nhân 3. Tại phân tích ra thừa số nguyên tố, các em hiểu nào? Tại vì ở chương trình lớp 6 chúng ta được học rồi. 2 nhân 3 như vậy thì trong đó có cái số 3 nó khác cái thừa số nguyên tố 2 và 5 thì chắc chắn anh này là cái phân số này viết được dưới dạng là số thập phân vô hạn tuần hoàn, ha, nghĩa là có tính chu kỳ. Được chưa? Âm 5/3 như vậy đây là số 3 khác thừa số nguyên tố 2 và 5 thì nó cũng vậy. Số 15 đây thì chúng ta sẽ viết được tên là 3 nhân 5, trong đó nó có thừa số 3 nó khác cái thừa số nguyên tố 2 và 5 thì nó cũng viết được dưới dạng là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Tương tự anh này số 11 này cũng vậy, được chưa? Rồi chúng ta giải thích vô các phân số 5/6 này, âm 5/3 này, 7/15 này, âm 3/11, thế nào? Viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì các mẫu số đó chứa các thừa số
các thừa số khác bao nhiêu em? 2 và còn cái anh kia là không khác. Nhá, không khác nghĩa là phải giống cái đó. Còn đây là khác 2 và 5. Như vậy thì bây giờ chúng ta có là 5/6 này. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích ra để nhưng mà giáo viên của các em có hỏi thì các em nói nha. Như vậy thì chúng ta có thể phân tích ra từ thành 2 × 3, trong đó có cái số nhân tố 3 đây nó khác 2 và 5 thì nó chắc chắn phải là vô hạn tuần hoàn. À, bây giờ chúng ta ghi ra, bấm máy tính để chúng ta lấy chu kỳ nha. 5 chia cho 6 này. Như vậy thì ở đây các em thấy là 0,8 chu kỳ mấy các em? Chu kỳ 3 này. Nó lặp lại này, số 3 này. Như vậy chúng ta thầy sẽ ghi là 0,8 chu kỳ 3. Các em có hiểu không nào? Ok. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta viết vô. Như vậy thì nó trở thành là 0,8 chu kỳ 3. Chúng ta viết như thế. Được chưa? Ở đây do nó hơi sụp xuống ở dưới đây nên là chúng ta thông cảm nhé. À, tiếp tục âm 5/3 thì nó vẫn là cái số 3, chúng ta không còn phân tích gì hết. Như vậy chúng ta lấy âm 5 chia 3 để các em thấy này. Âm 5 chia cho 3 thì sẽ bằng là âm 1,66, nghĩa là âm 1, chu kỳ 6 nha. Như vậy thì trở thành là âm 1 chu kỳ 6. Ok. À, tiếp tục 7/15. Như vậy cái số 15 này chúng ta có thể phân tích ra trở thành là 3 × 5. Như vậy chúng ta có là gì? 7 chia cho 15 sẽ bằng là 0,4 chu kỳ 6 các em ha. 0,4 chu kỳ 6. Các em hiểu chưa nào? Âm 3/11. Âm 3/11 thì ở đây chúng ta có nè, âm 3 chia 11. Như vậy thì ở đây nó có là cái chu kỳ là 27 anh em. Âm 0, chu kỳ 27. Âm 0, chu kỳ 27. Được chưa? Đó. Bài 87 anh em. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 88 nhé. Chúng ta có bài 88 nha. Để viết số 0, chu kỳ 25 dưới dạng phân số ta làm như sau. Như vậy thì ở đây là 0,2 chu kỳ 25 thì chúng ta tách ra trở thành là 0, chu kỳ 0,1 nhân cho 25, thấy chưa nào? Mà chúng ta biết là 0, chu kỳ 0,1 thì nó lại bằng là 1/99. Như vậy ở chỗ này, ở chỗ 0, chu kỳ 0,1 đây, chúng ta sẽ thế bởi 1/99. Như vậy các em lấy 25 nhân 1/99 thì ra được là 25/99. Các em hiểu chưa nào? Theo cách viết trên, hãy viết các số thập phân sau dưới đây là dưới dạng thành là phân số và chúng ta viết như giống như cái dạng ở trên. Vậy đầu tiên chúng ta có 0,34. Thì ở đây các em thấy là chúng ta sẽ tách ra, nó sẽ trở thành là 0, chu kỳ 0,01 nhân cho 34. Mà 0, chu kỳ 0,1 thì nó lại bằng là 1/99 nên các em thế cái này 0, chu kỳ 0,1 bởi 1/99 ở đây ta nhân cho 34. Các em hiểu nào? Như vậy thì nó sẽ bằng là 34/99. Đó. Một bài. Tiếp tục. 0, chu kỳ 5. À, thì tương tự như vậy thì ở đây chỉ có một cái số hàng thập phân thôi. Như vậy thì chúng ta nó sẽ trở thành là 0, chu kỳ 1 và nhân cho 5. Và bằng, các em nhớ rằng là gì? Nếu như 0, chu kỳ 0,1 là bằng 1/99 thì ở đây 0, chu kỳ 1 thì nó sẽ bằng là 1/9 thôi. Như vậy thì cái này thay thế bởi là 1/9. Nhớ nha, nhân cho 5 thì nó sẽ bằng là 5/9. Ở đây chúng ta có thể mở ngoặc là vì để chúng ta thấy nhé. 0, chu kỳ 1 thì nó bằng là 1/9 nha các em nha. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta có là 0, chu kỳ 1, 2, 3 thì bằng. Như vậy ở đây có 3 cái chữ số thập phân thì chúng ta có 0, chu kỳ 0, 1 ở đây và nhân cho 123. Mà cái chu kỳ 0,001
thì nó tương ứng 1, 2, 3 này. 3 chữ số thì nó sẽ tương ứng là 1 phần 9, 9, 9 nhân cho 120, 13 thì nó sẽ bằng là 123 phần 9, 9, 9. Các em hiểu không? Ở đây chúng ta có thể mở ngoặc ra vì 0,001 thì nó lại bằng là 1 phần 999, 999. Các em hiểu không nào? Đó. Và ở cái phân số này chúng ta cũng có thể thu gọn được bằng cách chia cho 3. Như vậy cái này chúng ta sẽ bằng là 41 phần 333 nha. Ok. Rồi. Đó là cái bài giải của bài 88. Chúng ta sẽ đi sang cái bài 89 cũng như là cái bài cuối cùng trong clip hôm nay các em nhé. Ok. Còn clip từ bài 90 trở đi thì bắt buộc chúng ta phải đăng ký vào khóa học để chúng ta mới nhận được cái clip tiếp theo của thầy. Ok. Rồi. Ta xem một tí nè. Mỗi bài nó đều có cách làm và phương pháp khác nhau hết nha các em nhé. Rồi chúng ta có bài 89 các em nhé. Như vậy thì bài 89 như sau em. Để viết số 0,0 chu kỳ 3 dưới dạng phân số ta làm như sau em. Như vậy chúng ta có là 0,0 chu kỳ 3 thì nó sẽ bằng 1 phần 10 nhân cho 0, chu kỳ 3. Như vậy thì ở đây các em thấy cái số 0 này nè. Số 0 này thể hiện đó chính là 1 phần 10. Được chưa nào? Nhân cho 0, chu kỳ 3. 1 phần 10 cứ để đó. Mà 0, chu kỳ 3 thì chúng ta lại có là trở thành 0, chu kỳ 1 nhân cho 3. Mà 0, chu kỳ 1 nó lại bằng là 1 phần 9. Như vậy thì cái chỗ 0, chu kỳ 1 này chúng ta thể thế bởi là 1 phần 9 chúng ta nhân cho 3. Sau đó các em nhân 3 cái anh này lại. Như vậy trở thành là 3 phần 90. Chúng ta thu gọn ở đây trở thành là 1 phần 30. Và người ta giải thích là 0, chu kỳ 1 là nó bằng là 1 phần 9 ở đây. Thì hồi nãy cái bài 88 ta đã hiểu rồi. Tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết nhé. Bây giờ 0,0 chu kỳ 8 theo cách viết ở đây các em. Như vậy ở đây là cái số 0 này nó trở thành là gì? 1 phần 10. Có đúng nào? Nhân ở đây 0, chu kỳ 1 và nhân cho 8. Có đúng chưa? Cái bút sao nó nghẹt mực kia. Bằng 1 phần 10. À, 0, chu kỳ 1 thì nó lại bằng 1 phần 9. Như vậy thầy thế ở đây là 1 phần 9 nhân cho 8. Như vậy thì ở đây trở thành là 8 phần 90. Chúng ta chia cho 2. Đây chia 2, đây chia 2 trở thành là 4 phần 45. Đó. Ok. Tiếp tục 0,1 chu kỳ 2 thì chúng ta sẽ viết như sau đây các em. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tách trở thành là gì? 0,1 nha, 0,1 cộng cho 0,0 chu kỳ 2. Hai thằng này cộng lại thì chính là bằng 0,1 chu kỳ 2 nha các em nha. Mà trong khi đó ấy, cái 0,1 này thầy sẽ viết trở thành là 1 phần 10. 0,1 chính là 1 phần 10. Có đúng không nào? Cộng cái 0,0 chu kỳ 2 đây thì chúng ta sẽ viết trở thành là gì? Cái số 0 này này thầy sẽ viết trở thành là 1 phần 10 nhân cho 0, chu kỳ 2 ở đây. Nghĩa thầy đang làm từng bước để các em hiểu nha. 1 phần 10 cứ để đó. Cộng 1 phần 10 đây cứ để đó. Nhân ở đây 0, chu kỳ 2 thầy sẽ trở thành là 0, chu kỳ 1 nhân cho 2. Các em hiểu chưa? Bằng tiếp 1 phần 10 cộng cho 1 phần 10 ở đây nhân 0, chu kỳ 1 thì thầy thế bởi là 1 phần 9. Như vậy chỗ này là 1 phần 9 nhân cho 2. Thầy làm như vậy các em có hiểu không? Thầy làm như vậy rất chậm rồi đó các em. Bằng 1 phần 10 cộng 1 phần 10 nhân vô luôn đi, trở thành là 2 phần 90. 2 phần 90. Các em hiểu nào? Sẽ bằng tiếp. Như vậy ở đây thầy nhân 9, đây nhân 9 để nó cùng mẫu 90 này các em. Như vậy thì đây nhân 9 thì trở thành là 9 này. Đây 10 nhân 9 trở thành là 90 này. Nghĩa là quy đồng mẫu nha. Cộng 2 phần 90. Như vậy 9 cộng cho 2 là bằng 11 phần
90. Như vậy thì ở đây chúng ta không rút gọn được nữa. Xong. Hay không em? Đó, rất là hay. Có đúng không? Tương tự như vậy nha. Chúng ta sẽ làm 0,1 chu kỳ 23. 0,1 chu kỳ 23. Được chưa các em? Thì ở đây nó sẽ bằng là gì các em? Như vậy thì ở đây chúng ta làm giống như ở cái bài đây. 0,1 chu kỳ 2 và đây 0,1 chu kỳ 23. Thì chúng ta sẽ tách cái hàng đơn vị, cái hàng chuỗi số phân thứ nhất này, không phải chu kỳ ra, trở thành 0,1 cộng cho 0,0 chu kỳ 23 là bước thứ nhất. Được chưa? Cái bước thứ hai, các em biến đổi cái 0,1 này trở thành là 1/10. Cứ làm chậm chậm như vậy các em. Cộng cái số 0 đây này, các em thấy số 0 này không? Số 0 này thầy sẽ viết trở thành là 1/10 nhân ở đây 0, chu kỳ 23. Đó, bằng tiếp 1/10 cộng 1/10 ở đây nhân 0, chu kỳ 23 thì thầy sẽ viết trở thành là 0,01 nhân cho 23. Có được không nào? Đó. Mà ở đây chúng ta thấy là 0, chu kỳ 0,1 thì bằng 1/99 nhân cho 23. Đó. Bằng tiếp 1/10 chúng ta nhân cộng ở đây, lấy này nhân vô trở thành 23/990. Đúng không em? Như vậy thì ở đây thầy sẽ nhân cho 99, ở đây thầy nhân cho 99 để mục đích thầy nhân 99 để nó cùng mẫu ở đây nè. Như vậy thì 1 nhân 99 thì bằng 99. Thế nào? Đúng không? Còn ở đây là bằng 990 cộng 23/990. Như vậy thì ở đây tiếp tục lại bằng, ta lấy 23 cộng cho 99 thì sẽ bằng là 120/990. Chúng ta chia cho 2, tại vì đây thì chắc chắn chia được cho 2 thì đây là 61/490/15. Ok. Quá đỉnh. Thấy chưa? Quá dài và quá khó. Nếu bài này các bạn không có kiến thức vững thì các em sẽ không làm được đâu. Rồi chúng ta xem làm một lần nữa nhé. Nhớ là nếu mà cảm thấy hay dễ hiểu thì giúp phụ huynh bảo phụ huynh là đăng ký vào khóa học và có cái biểu mẫu của các em. Các em vào gõ YouTube, gõ thầy Quang thì ra kênh của thầy. Sau đó các em nhìn ở trên cái góc phía bên phải nó có cái đường link, có chữ G các em. Chữ G có Facebook đồ đó, ngay chỗ góc bên phải, ở phía bên trên đó các em. Thì các em sẽ thấy cái đường link dẫn tới cái toàn bộ khóa học với lại cái đường link đăng ký trong cái biểu mẫu của các em nhé. Ok, tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ làm cho các em ở cái những cái bài sau. Tại vì ở đây thầy up cho các em học thử thôi. Còn các cái bài trong cái bài này thầy sẽ up riêng ở trên cho các bạn mà đăng ký thì được học, còn các bạn không đăng ký thì không được học các em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nha.